sang thương tự ý của đội trang phục xanh. Sau trận chiến này mời hai vận động viên Nguyễn Văn Ngọc Trinh tự ý của thế giới và Ngô Thị Hà tự ý Bắc Ninh chuẩn bị. Mời hai vận động viên đứng dưới thảm trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Đại Dương Thương đơn vị quân đội trang phục xanh thắng vị thế kỹ thuật cách biệt 10 điểm. Tiếp theo trận thi đấu số 11, hạng cân 72 kg, giữa hai vận động viên Hoàng Ngọc Trinh đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục đỏ gặp vận động viên Ngô Thị Hải đơn vị Bắc Ninh trang phục xanh. Sau trận thi đấu này mời hai vận động viên Ngô Lê Thảo Nguyên đơn vị Thừa Thiên Huế và Trung Thị Vân Anh đơn vị quân đội chuẩn bị. Đẩy đi, đẩy đi. Mời hai vận động viên đứng trước thảm trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Hoàng Ngọc Trinh đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục đỏ thắng vị thế kỹ thuật cách biệt 10 điểm. Tiếp theo trận thi đấu số 12, hạng cân 72 kg, giữa hai vận động viên Ngô Lê Thảo Nguyên đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục đỏ gặp vận động viên Chu Thị Vân Anh đơn vị quân đội trang phục xanh. Sau trận thi đấu này mời hai vận động viên Nguyễn Thị Linh đơn vị Hà Nam và Hà Thị Thanh Hương đơn vị Phú Thọ chuẩn bị. Ngoài trước rồi. Em ơi, cho em cái càng tay cái càng này. Chân đi.
đầy hò đó, mưa lắm lắm. Đi thẳng ra vào đi. Một bên đặt nước. Phải lên tóc. Thu đọc đi. Lắc bắn ra. Rút. Ô, hai điểm. Ok em ơi. Hoặc đồng đi em. Tay phải vào nắt đi. Để nắt đi. Đảo gãy vào nắt. Tích cực. Bắt ra để đánh. Có tích cực. 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 Quát lên, đừng quát lên. Đây là làm, đây là làm đi. Tiền tới nhịp. Tốp. Dây, 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 dây. Chặt lên. Có chặt. Phải đầy đi. Đẩy ra thôi. Đẩy ra thôi. Cắm đầu vào, cắm đầu vào. Làm chiếc quạt đi em ơi. Đây đây. Mấy cái thằng này. Đây vào vai nhé. Tao đi.
Lao vào lấy nách quẹo. Đánh đi. Vào. Lên nách. Cao lên. Cao lên. Ok. Lên lên lên. Lên đi. Mời hai vận động viên đứng rất thẳng. Trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua, vận động viên Ngô Lê Thảo Nguyên đơn vị Thừa Thiên Huế trang đỏ thẳng tuyệt đối. Ông Linh cô Hoàng xứng nhất. Tiếp theo trận thi đấu.